Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh 10 phút review. Trong tập trước, Thành Hạo đã tìm tới tận cửa Thiên Nhân tộc để đòi lại món nợ năm xưa. Tại đây, hắn đã lấy đi viên tiên thạch làm cho cả tộc này đều uất hận mà vẫn không làm gì được. Trong tập này, chúng ta cùng xem tiếp những diễn biến tiếp theo nha. Thành Hạo sau đó rời đi và tiến thẳng vào một khu cổ địa, nơi đó có thông tin về con đường xuống hạ giới và hắn muốn tới đó để xác minh tra xét rõ ràng. Hoàng Kim Sư Tử tức tối bị bắt vào trong ống tay áo bởi vì tốc độ của nó không theo kịp Thành Hạo nên đã bị tóm vào. Thành Hạo không có thời gian nữa, hắn không muốn tiếp tục trì hoãn thêm nên cứ một đường chạy nhanh, tốc độ khó mà tin được. Ồ, một châu này đã gần tới khu vực không người rồi, là khu biên giới của 3.000 châu, Thành Hạo khẽ nói. Khu cổ địa này đã gần tới chỗ cần tới, hắn im lặng tiến tới vì không muốn bị người nhận ra. Kỳ Châu cũng không phải là một châu cổ quá mức rộng lớn, từ xưa tới nay vẫn luôn thiếu hụt những cao thủ cấp chí tôn danh chấn thiên hạ, thế nhưng cũng không có một vài sắc thần bí. Bởi vì ở khu vực này còn có một vài chủng tộc vô cùng cổ xưa. Thái Âm Ôn, trạm đầu tiên mà Thành Hạo muốn tới chính là tộc này. Bộ tộc này sinh sống ở giữa núi cao sông lớn, tiếp giáp bên cạnh một con sông lớn. Con sông lớn này vô cùng nổi tiếng và có một dòng sông Thái Âm cuồn cuộn chảy đen kịch như mực, lạnh lẽo tới tận xương, tựa như là minh hà chảy từ địa ngục vậy. Thái Âm tộc rất không tầm thường. Bọn họ sinh sống ở bên bờ sông Thái Âm, đồng thời chỗ ở của bọn họ cũng rất đặc biệt. Bên trên vách núi treo leo của hai bên bờ sông sẽ có những quan tài lơ lửng. Bọn họ cũng không phải là tán sĩ, chỉ là những sinh linh bình thường, ngày thường cũng sẽ ra ngoài, thế nhưng phòng ốc lại có những quan tài lơ lửng như vậy. Có quan tài đá, có quan tài vàng, cũng có quan tài ngọc, đa dạng chủng dạng, vô cùng thần bí. Bọn họ thường xuyên hấp thu khí Thái Âm xem như là tài nguyên để tu luyện, từng người đều có thể chất tính hàng. Nghe nói người mạnh nhất có khả năng sống ở phần cuối dòng sông Thái Âm, quan tài chìm xuống dưới đấy. Thật sự là một chủng tộc kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ biết về con đường xuống hạ giới ư? Thành Hạo kinh ngạc, một mình tiến vào khu vực này, hắn sớm đã tìm hiểu qua một vài tục lệ sinh hoạt của tộc này, hòng tránh những việc kỳ húy. Thành Hạo chuẩn bị một ít lễ vật như Thái Âm thần tủy, Nguyệt Hàng thạch, Cửu Âm chân mộc, Băng Phong giới thạch, những thứ này đều là báu vật cả. Hắn yên lặng tiến tới cũng không hề tỉnh giáo hỏi thăm bất luận người nào, bởi vì hai bên bờ sông của dòng sông dài mấy trăm ngàn dặm này sinh sống quá nhiều bộ lạc, đều có những phong tục tập quán khác nhau của từng bộ lạc. Tuy rằng đều là chủng tộc cổ xưa, thế nhưng vẫn còn có một vài tập tục khác nhau được truyền lại, cho nên hắn thăm hỏi một vài bộ lạc để tìm hiểu cha rõ cẩn thận, xem thử nói như thế nào. Ở phần cuối của dòng sông Thái Âm, đây là một ông lão nói cho hắn biết. Nghe nói lão này đã sống không biết bao nhiêu năm, từ trước những năm tháng thái cổ đã trường tồn với thế gian và sống tới tận bây giờ. Thế nhưng tu vi của lão cũng không hề cao như trong tưởng tượng. Lão có thể sống lâu như vậy cũng là bởi vì năm xưa từng nhặt được Thái Âm quả bên dòng sông kia, tuy rằng đã thối rữa, thế nhưng lại có công hiệu cực kỳ to lớn đối với tộc này. Thái Âm quả trôi từ phần cuối của dòng sông xuống đấy đó, ông lão nói. Con sông này chẳng phải chỉ có mấy trăm ngàn dặm thôi ư? Thành Hạo nhíu mày, một lần vỗ cánh là hắn có thể tới điểm cuối rồi. Thái Âm hà mà ta với người nói hoàn toàn khác nhau. Với những người sinh sống ở khu vực dòng sông này, ở nghĩa hạn hẹp thì dòng sông Thái Âm chính là dòng sông trước mắt kia, ở nghĩa rộng lớn hơn thì dòng sông Thái Âm lại có ở trong hư không, là do thuần túy Thái Âm tạo thành, ông lão nói. Sông lớn cuồn cuộn đen kịch như mực, cuộn trào không ngớt. Hai bên bờ sông là núi đá cao chót vót chọc thẳng lên trời xanh, từng màn sương mù Thái Âm lượn lờ bên trên. Xa hơn nữa chính là cổ mộc che trời, vượng hót hổ gầm. Thành Hạo lẳng lặng đứng đó và dõi mắt nhìn về trước. Hắn hiểu đủ nhiều từ ông lão này. Trên mặt đất, dưới lòng đất đều là dòng sông Thái Âm, đều chỉ là nhánh sông mà thôi, còn đầu nguồn của nó thì lại ở trong hư không. Còn có một lời đồn khác nữa, con đường kia ở phần cuối của dòng sông Thái Dương, ông lão thở dài. Tiếp đó lão lại lắc đầu vì quá mâu thuẫn. Người trẻ tuổi này mới tỉnh giáo và biểu tặng không ít lễ trọng nên lão không muốn lừa dối. Thế nhưng thuyết pháp này lại quá mâu thuẫn. Trong truyền thuyết của tộc này, con đường cổ xưa kia ở phần cuối của dòng sông Thái Âm, nhưng mà cũng là một trong những bộ tộc cổ xưa khác khi con đường kia lại ở phần cuối của dòng sông Thái Dương, mà chủng tộc đó chính là chủng tộc Thái Dương. Phần cuối của dòng sông Thái Âm, phần cuối của dòng sông Thái Dương, ai nói đúng, ai nói sai? Thành Hạo rời đi và lại tiến vào nơi nghỉ ngơi của Thái Âm tộc, đồng thời tiến đến phần cuối của dòng sông kia. Hắn một hơi lặn sâu xuống dưới nước, sóng biển màu đen dâng trào, dưới dòng sông xuất hiện một vòng xoáy nuốt lấy Thành Hạo. Lạnh như vậy luôn à? Hoàng Kim Sư Tử được thả ra ngoài thì rùng mình một cái, bởi vì Thành Hạo đang ngồi trên lưng của nó. Nó bất đắc dĩ chẳng biết làm gì cả. Rõ ràng những nơi nguy hiểm thì nó phải thò đầu ra ngoài và giúp cho hoang dò đường. Sức mạnh Thái Âm của nơi này vô cùng nồng đậm, nước giống như là nước mật, lại như là chốn địa ngục lạnh lẽo. Phần cuối dòng sông tự như là một vực sâu, hết thảy dòng sông đều đổ xuống đó và tiến vào trong lòng đất, bọt nước ầm ầm tung tóe. Hoàng Kim Sư Tử chở theo Thạch Hạo lặn xuống dưới, tiếp đó là mặt mày biến sắc, bởi vì mỗi khi mà nó cho rằng đã tới được đáy thì lại phát hiện ra một cái hang lớn đen ngòm khác. Nơi này tự như là 18 tầng địa ngục vậy, dưới vực sâu còn có vực sâu hơn, mỗi một lần tiến vào miệng hang thì nó sẽ nhỏ hơn một chút, vẻ đen ngòm của nó tự như muốn nuốt sạch linh hồn của người vào trong. Tầng thứ 17, chẳng lẽ lại là 18 tầng địa ngục ư? Hoàng Kim Sư Tử giật mình. Loại bố trí này rất giống với dòng dõi cổ tăng, nếu như là thiết kế cho con người thì nó là tin tưởng, nơi này quá nữa sẽ có một bí mật không hề tầm thường. Dòng dõi cổ tăng từng bố trí ra 18 tầng địa ngục, cho nên Hoàng Kim Sư Tử vô cùng mẫn cảm với con số 18 này. Sau khi tới nơi này thì Thành Hạo yên lặng không có di chuyển gì, tiếp đó hắn lấy ra một kiện pháp khí không gian, mở ra kiện này rồi dùng sức ném vào trong vực sâu 18 tầng này. Là nguyền rủa, Hoàng Kim Sư Tử giật mình rồi run rẩy nói, bởi vì nó cảm nhận được sức mạnh nguyền rủa này quá đáng sợ. Nó vừa hơi chạm vào thì thân thể như muốn thối rữa, thần hồn không còn vững chắc như trước. Lúc này nó nhanh chóng thối lui, thứ này quá khủng khiếp. Thành Hạo cũng không hề đứng yên nữa mà nhanh chóng tránh né. Hai người lao lên mặt nước và nhanh chóng lao về phía cuối chân trời.
Người đang làm gì thế hả? Hoàng Kim Sư Tử gào thét. Yên tâm đi, mày không chết được đâu. Mới có chút ép như vậy thì đủ khả năng để chống cự. Thạch Hạo nói, đây là sức mạnh nguyền rủa mà hắn mang về từ mộ tiên kia. Đó là một ít chất đất trong ngôi mộ cùng với một chút thịt thối rữa. Cứ thế hắn ném sạch vào bên trong vực sâu 18 tầng. Hơn nữa không phải chỉ là một kiện mà là rất nhiều kiện pháp khí không gian. Ầm ầm. Một lát sau, phần cuối của dòng sông Thái Âm sôi trào, rất nhiều bóng người lao ra ngoài. A, có người hét lớn nổi giận đùng đùng, có người thì huyết nhục trên người bong tróc cả mảng lớn vô cùng thê thảm, cũng có một ít người đã hóa thành xương trắng không ngừng giãy giụa ở nơi ấy. Bọn họ là ai thế? Hoàng Kim Sư Tử giật nảy mình, bởi vì nó cảm nhận được nếu như những người này không bị tổn thương thì đều rất mạnh mẽ, trong bọn họ đều là cao thủ cảnh giới độ nhất, nên biết tu sĩ 3000 châu này còn có tu vi như thế rất hiếm thấy. Gia tộc trên cửu thiên bám gia dự địa vậy, ta đã rời đi và muốn xuống hạ giới mà các ngươi vẫn còn không tha, chỉ tới tận nơi này muốn trừ khử cho bằng được ta mới thôi ư? Thành Hạo xị mặt nói. Hoang, người thật là độc ác, có người đã trở thành bộ xương khô hét lớn, vốn tinh lực hắn rất cuồn cuộn, vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng giờ lại bị thương nặng gần như bị hủy diệt. Đám người các ngươi, nếu không phải quá độc ác chuẩn bị phục kích ta ở nơi này, thì làm sao tới mức như thế chứ? Thành Hạo bình thản nói. Hoang, như vậy mà ngươi cho rằng có thể trốn thoát được ư? Nhưng lúc này cách đó không xa, có vài bóng người xuất hiện lên, từng người đều lộ ra chân thân, đều là những cường giả không có tiếng vào trong dòng sông Thái Âm. Lão xuất sinh này, không ngờ lại lộ diện rồi, ta rất hiểu rõ, ông cũng chỉ là một con chó săn mà thôi. Chủ nhân phía sau ông rốt cuộc đã hiện thân rồi, sắc mặt của Thành Hạo trở nên lạnh lùng. Hắn chẳng nể nang lời nói gì cả, có thể tưởng tượng ra được cơn giận dữ trong lòng của hắn ra sao, bởi vì bóng người phía xa đó còn có một người quen cũ, cũng là một mối thù cực lớn, Nguyên Thanh. Lúc Thành Hạo tiến vào Cửu Thiên thì kẻ này từng ra tay hãm hại đầy vào cổ quan Thái Sơ để khai thác quặng. Sau đó kẻ này còn nhiều lần nhắm vào hắn, muốn lấy cho bằng được tính mạng của hắn. Lão già, ông cùng người phía sau rốt cuộc cũng xuất hiện rồi, Thành Hạo lạnh lùng nói. Tiểu nghiệt xúc, mạng của ngươi cũng lớn đó chứ, ngày ở biên hoang mà cũng không hề chết trận, hiện giờ còn hát vang tiếng mạnh lớn nữa chứ, thật sự không muốn người khác sống chút nào mà, Nguyên Thanh lên tiếng. Ngươi đang tìm cái chết đó, Thạch Hạo nói. Tiểu bối, ngươi cho rằng lúc này có thể tự phụ được nữa ư? Chúng ta sẽ không cho ngươi một chút cơ hội nào cả. Một đời này ngươi coi như là xong, muốn đăng lâm vào chí tôn cảnh thì cũng chỉ là mơ hão mà thôi, Nguyên Thanh thẳng thắn nói. Trận chiến ở biên hoang của Thạch Hạo đã khiến cho một ít người sợ hãi trong lòng. Dưới con mắt của bọn họ, tiềm lực của Hoang quá khủng khiếp. Nếu như trở thành chí tôn thì chắc chắn sẽ quét ngang cửu thiên thập địa này. Tới lúc ấy ai có thể ngăn cản được hắn chứ? Chúng ta liều mạng ở biên hoang thì đám người các ngươi lại nơm nớp lo sợ, sống qua ngày ở phía sau, hưởng thụ sự bình an. Sau khi đại chiến kết thúc thì từng kẻ lại hùng hổ nhảy ra và vồ đao về phía ta. Lúc đối mặt với dị vật thì lá gan như thế chạy đâu mất tiêu rồi, khí phách của các người đâu, oai hùng của mình đâu, thật là nực cười, hiện giờ lại ngông cuồng điên dại tựa như chó chuỗi long bị gia đình hành hạ vậy. Lời nói của Thành Hạo rất khó nghe, bởi vì trong lòng của hắn tức tối tới lạnh cả người, không thể không giải tỏa, đám người này quá đê hèn và vô liêm sỉ đáng chém. Lúc này mấy người ở xa xa hét thảm dãy dụa trong đau đớn, những sinh linh này đều trốn ở bên trong Thái Âm Hà và bị chúng giải nguyền rủa khi nãy, có hình người và cũng có vật chủng khác, tất cả đều vô cùng thê thảm, có người hóa thành xương trắng rơi vào trong dòng sông màu đen, cứ thế mà diệt vong, bởi vì nguyên thần đã bị ăn mòn tới bát bét, toàn bộ bỏ mạng. Cũng thú vị đó, một trong những người đó lên tiếng đầy bình thản và cũng trầm lặng, cơ bản không hề để ý những chuyện đang phát sinh, hết thảy đều nằm trong dữ liệu của hắn. Người này chắp hai tay sau lưng tiến về trước, trên người của hắn là trường bào màu xanh nhạt, mái tóc buông dài tới tận lưng, toát ra dáng vẻ tiên đạo phong đạo cốt, thế nhưng trong mắt lại mang theo ánh lạnh. Người này tầm 30 mấy tuổi, thế nhưng chắc chắn không phải là một người đàn ông độ tuổi tráng niên, mà là tu sĩ tiền bối đã sống qua vô tận năm tháng. Ha ha ha, một cô gái với bộ quần áo vàng nhạt, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười, thế nhưng nụ cười này là giễu cợt cũng như là sự sỉ nhục. Cô gái này rất mạnh mẽ, tuyệt đối là cao thủ ở cảnh giới độ nhất hậu kỳ, đồng dạng cũng đầy ngạo mạn với Thạch Hạo. Bất giả ngay dạ đã đi, Thành Hạo chẳng chút nữa đang gì, vẻ mặt của những người này cứng đờ, mặc dù biết Hoang là người không sợ trời không sợ đất, thế nhưng quát mắng thẳng thừng như vậy đã khiến cho sắc mặt của bọn họ trở nên lạnh tanh. Người có biết chúng ta đại biểu cho một nguồn thế lực như thế nào không? Người đàn ông mặc trường bào xanh nhạt lạnh giọng nói. Chẳng phải là thế gia trường sinh hay sao, hay là thế gia rụt cổ, ngay cả cuộc chiến với dị vật mà cũng không dám liều chết chém giết, Thành Hạo nói. Hiện tại dám động thủ với hắn thì chắc chắn là thế gia trường sinh hoặc là hoàng triều mà thôi. Sắc mặt của những người kia càng lạnh hơn. Ta vẫn đang suy nghĩ, lúc đại chiến ở biên hoang thì có người thông đồng với địch, càng tâm làm nội gián, không biết là bộ tộc nào. Hiện tại đã rõ ràng rồi, Thành Hạo lên tiếng. Cầm miệng, chúng ta đều có thù riêng với ngươi, hoàn toàn không có quan hệ với những chuyện kia, cô gái với bộ quần áo vàng nhạt ngắt lời quát lớn. Có phải thế không? Nhưng ta lại cảm thấy chính là các ngươi, Thành Hạo nói, nhìn chằm chằm vào những người này. Ăn nói linh tinh, người đàn ông kia lạnh lùng nói. Chặn hắn lại, không nên để cho hắn chạy trốn, tên còn lại nói. Nguyên Thanh đứng bên cạnh nở nụ cười ha hả, bởi vì hắn muốn giết Hoang. Những năm vừa qua, Thành Hạo đã trở thành tâm bệnh của hắn, từ khi nhắm vào thiếu niên này thì không khi nào có thể thành công giết được Thành Hạo, ngược lại không ngờ nghe được tin tức về những lần đột phá, nên khiến cho Nguyên Thanh đứng ngồi không yên. Tiểu nghiệt xúc, rốt cuộc ngày hôm nay cũng đã tới giờ chết của ngươi rồi, hắn cười lạnh. Thật là đáng tiếc, tổ tiên của các ngươi anh hùng tuyệt vời tới cỡ nào, cũng tới đời của các ngươi thì lại thảm hại không thể nào tả nổi, Thành Hạo nói. Hắn không hề để ý tới Nguyên Thanh mà là nhìn về những
những người khác, bởi vì hắn biết từ đầu tới cuối Nguyên Thanh cũng chỉ là con chó săn mà thôi, hiện giờ với hắn thì chẳng tính là gì cả. Ồ, ngươi chắc chắn về thân phận của chúng ta, cô gái với bộ quần áo vàng nhạt cười nói, không hề để ý chút nào, dáng vẻ rất là thành thơi. Không phải là đời sau của Phong Tổ hay sao, ngươi không hổ thẹn với tổ tiên mình à? Thành Hạo lạnh lùng kèm theo sự kinh bỉ nói. Trên mặt của hai người đối diện lộ vẻ tức giận, không cách nào bình tĩnh được, sát khí hiển hiện, hai mắt thâm sâu băng hàn lạnh lùng nhìn Thành Hạo. Ta không cần động não cũng có thể biết thân phận của bọn ngươi rồi, Thành Hạo hờ hững nói. Bởi vì năm xưa thông qua một vài manh mối thì hắn biết được, Nguyên Thanh đã nghe theo lệnh của thế gia Trường Sinh Phong tộc, sợ dĩ nhằm vào hắn là bị muốn áp chế sự kiêu ngạo của hắn. Hắn thông qua một chút con đường thì biết được những chuyện xưa này. Một vị lão tổ của Phong tộc đã từng nhắm vào Thạch tộc, muốn áp chế hậu nhân tội huyết và dẫn tới những ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Thái độ rất rõ ràng, ra lệnh trừng phạt Thạch tộc. Phong Hành Thiên, truyền nhân mạnh nhất của bộ tộc ta đã tu ra ba luồng tiên khí, ngay cả hạt giống hoàng mỹ cũng đã chuẩn bị kỹ càng cho nó, kết quả là bị ngươi ngăn trở và giết chết. Cô gái với bộ quần áo vàng nhạt dữ tợn nói. Cô là gì của hắn? Thành Hạo hỏi. Hắn tất nhiên nhớ được sự ngang ngược của Phong Hành Thiên, đáng sợ vô cùng. Tình thông hắc ám cổ thiên công cùng với thập tử thần đạo, năm xưa từng đại chiến đầy khốc liệt với hắn và kết quả đã bị giết chết ở chiến trường tiên cổ. Ta là tổ cô của hắn, tên là Phong Bách Linh. Cô gái này đáp, bộ quần áo pháp phới mang theo sát khí vô tận, khí chất hoàn toàn khác trước. Hiển nhiên nàng vẫn luôn nhẫn nhịn và lúc này cũng đã tới thời khắc giết chết Thành Hạo. Còn có Phong Chiêu, nó là cháu trai của ta và cái chết của nó chắc chắn có quan hệ với ngươi. Người đàn ông mặc bộ trường bào xanh nhạt cũng lên tiếng. Hắn tên là Phong Thương, đã sống biết bao nhiêu năm tháng, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Phong Chiêu không phải ta giết, hắn chết ở trong tay của Cổ Hoàng Điệp, Thành Hạo bình tĩnh nói. Ngày đó, lúc ở trong chiến trường cổ kia thì xuất hiện một động phủ, nơi đó có thi thể của một con hoàng điệp tản ra tiên quang bất hủ và giết chết Phong Chiêu. Phong Chiêu rất mạnh, đã được phong hầu, cái chết của hắn sẽ là đả kích vô cùng to lớn với các ngươi. Thế nhưng là chết ở dưới tiên quang của hoàng điệp, hắn chết cũng không oan, Thành Hạo cười ha hả. Hôm nay cũng đều nói sạch cả rồi, để cho ngươi là một con quỷ minh bạch, hiện giờ ngươi có thể lên đường được rồi đó, Phong Bách Linh nói. Phải sống, quên rồi à, lão tổ muốn gặp hắn, tên còn lại nói. Chỉ bằng các ngươi thôi à, Thành Hạo cười ha hả. Đừng nói là bằng họ, dù cho chí tôn của tộc này tới thì hắn chưa chắc sẽ chết. Nếu như đã dám tới thì tất nhiên sẽ có thủ đoạn để đánh gục ngươi rồi, Phong Thương lạnh lùng nói. Được rồi đó, đại trận đã được kích hoạt, Phong Bách Linh lên tiếng. Đúng vào lúc này thì quần sơn vạn suối ở khắp nơi đều đang tỏa khí lành, ánh sáng hừng hực chiếu rọi Hồng Phong Thiên tỏa địa. Thật là xa xỉ, thật là lãng phí, Thành Hạo hờ hững nói. Đại trận được bố trí không biết đã bao phủ núi cao biết rộng bao nhiêu dặm, ngay cả Thái Âm Ngọc Hà cũng bị bao phủ bên trong, có thể nói là rầm rộ phô trương. Hơn nữa, chắc chắn từng thần liệu cũng cần tới đều là thiên tài địa bảo, trận pháp bình thường làm sao giữ nổi Thạch Hạo. Tiểu tặc, hôm nay dù cho có chắp cánh cũng khó mà thoát khỏi cái chết được, Phong Bách Linh quát lớn, bộ quần áo vàng nhạt pháp phới, đồng thời mái tóc của nàng tung bay, lộ ra vẻ cay nghiệt trên gương mặt xinh đẹp, thề rằng phải giết cho bằng được hoang, phải chém chết thiếu niên trước mặt này, báo thù cho thiên tài Phong Hành Thiên của Phong gia. Thạch Hạo lườm lườm rồi sau lưng xuất hiện một cặp cánh óng ánh. Ngươi, Phong Bách Linh tức giận. Một lát sau thì Thạch Hạo giết thẳng tới, tốc độ cực nhanh, cánh công bằng màu vàng đập mạnh giết thẳng về hướng mấy người này, điên cuồng không gì bị kịp. Thời khắc này gió mạnh vù vù, cát liều vòng trời, uy lực kinh người khủng khiếp. Mấy người bọn họ biến đổi sắc mặt, tất cả kết ấn chuẩn bị xuất kích. Nhưng vào lúc này thì Thành Hạo chợt lạnh toát sống lưng, hắn linh cảm được điều không ổn nên nhanh chóng biến hướng, xoẹt, xé ra hư không và bay vút về phía chân trời. Hả? Mấy người bọn họ giật nảy mình. Thế nhưng bọn họ cũng không hề lo lắng gì, bởi vì khắp nơi đều là đại trận đã được bao phủ toàn bộ nơi này, bao trùm cả thiên địa nên không hề sợ hắn chạy trốn. Trên người bọn họ có thứ gì thế không biết, trừ phi là đích thân chí tôn tới, nếu không sẽ sao có thể uy hiếp được ta chứ? Thành Hạo ngờ vực trong lòng. Đương nhiên hắn biết, nếu mấy người này dám tới vây giết hắn thì chắc chắn sẽ có niềm tin, sẽ có hậu chiêu rất đáng sợ. Nhóc con, ngươi chạy không thoát đâu, Nguyên Thanh hét lớn ở phía sau, hắn không ngừng cùng với mấy người kia truy sát chém giết Thạch Hạo. Đồng thời hết thảy sông núi đều ầm ầm phát sáng, thần mang rực rỡ, đại trận thức tỉnh hóa thành hoa văn đại đạo đang dệt xen kẽ lẫn nhau che kín cả trời xanh. Nơi đây không hề tầm thường chút nào, đã trở thành tuyệt địa của sinh mệnh, ai dám xông vào thì sẽ giết chết ngay. Trong mắt Thạch Hạo bắn ra một bên sáng đụng vào hoa văn đại trận kia, lập tức tiếng vang thật lớn phát sinh, nơi đó khí hỗn độn nổ tung, cốt văn vô số. Như Phong Bách Linh từng nói, chắp cánh cũng khó thoát, nơi đây đã là tuyệt địa. Đã nói rồi, người có chắp cánh cũng không đi được đâu, Phong Bách Linh cười lạnh nói. Thạch Hạo đập mạnh cánh công bằng bay lượn xung quanh, lúc đông lúc tay nhìn như sấm chớp, thế nhưng phạm vi hoạt động của hắn có hạn, thập phương đều đã bị phong tỏa ra rồi. Đột nhiên Phong Bách Linh giơ cánh tay phải lên, tuy rằng trắng mịn như ngọc, thế nhưng lại rất đáng sợ, có sát khí kinh người không ngừng khuếch tán ra. Cánh tay của nàng đang phát sáng, bên trong ẩn chứa một ký hiệu thần bí nào đó, tự nhiên là một vị chí tôn đáng phục sinh và sẽ sát phạt ở nơi này. Con đàn bà này, khoe da khoe thịt làm gì đó hả? Thành Hạo cười khẩy. Người chết chắc rồi, Phong Bách Linh nói. Cũng trong lúc đó, Thành Hạo mỉm cười và trong tay xuất hiện một tấm thần phù, lan tỏa mưa ánh sáng rực rỡ bao bọc lấy hắn, tiếp đó là muốn biến mất khỏi nơi này. Phá giới phù, Nguyên Thanh hét lớn, mặt mày của hắn vàng như đất, tức giận không thôi, vừa sợ vừa tức cùng với chút tiếc nuối, lại để cho hoang đào tẩu nữa rồi. Sao được chứ, phá giới phù bình thường không cách nào phá tan được đại trận này được, Phong Thường nói. Phá giới phù đã nhiễm tinh huyết của chí tôn, đây là thứ mà Mạnh Thiên Chính khi còn sống đã luyện chế cho hắn, Phong Bách Linh cắn răng nói. Tinh huyết chí tôn quá quý giá, đó là tinh hoa của cả một thân tinh lực, dù cho là tự mình luyện chế thì cũng nhỏ xuống không ít tinh huyết và cũng không đỡ dùng.
Hiện giờ phá giới phù trong tay của Tần Hạo hiển nhiên không phải là vật phàm, suy nghĩ thật kỹ thì cũng chỉ có Mạnh Thiên Chính mới cam lòng luyện chế cho hắn. Tuy rằng chỉ là một tấm, thế nhưng có thể phá tan giới bích, song chơi trong thiên địa, trận pháp bình thường không cách nào ngăn cản được. Đuổi theo, một đám người hét lớn. Lúc trước Mạnh Thiên Chính biết rõ suy nghĩ của Tần Hạo, biết hắn sẽ muốn xuống hạ giới nên đã muốn giúp cho hắn một tay. Vì thế mà có tới tấm phá giới phù này. Hắn chưa đi xa đâu, Phong thường nói, bởi vì phá giới phù này dù cho có nghịch thiên đi nữa thì khi đối mặt với đại trận tuyệt thế không chỉ bị hạn chế, dù cho là tránh thoát khỏi khu vực bao phủ của đại trận thì khoảng cách đó cũng không quá xa. Bọn họ lao ra khỏi đại trận, dùng thần niệm quét quanh khu đại hoang này, cẩn thận tìm kiếm. Ở hướng kia có người lên tiếng, bởi vì hư không nơi đó độ tung gần sóng rất kịch liệt, có người đã vượt đi từ nơi đó. Nhóc con, nạp mạng đi, Phong Bích Linh quát lớn. Nàng lần nữa giơ cánh tay phải chém về phía Thành Hạo, cánh tay tựa như là kiếm thần, vang lên những tiếng leng keng. Một tấm cổ phù từ bên trong cánh tay của nàng lao ra và tan vỡ trong hư không, tựa như là một bông sen bất diệt nở rộ, ánh bạc chói lóa óng ánh, thật sự rất giống với hoa sen cổ. Những cánh hoa nở rộ đó là phù văn, là trật tự, cuối cùng thì lộ ra đài sen và bên trên có một người tí hon đang ngồi xếp bằng. Hắn tiên phong đạo cốt, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, mái tóc trắng như tuyết, mang theo tiên khí hết sức kinh người. Hả? Thành Hạo kinh hãi, người tí hon hét lớn một tiếng rồi bay vút lên trời cao, hóa thành một vệt sáng giết tới Thành Hạo. Khí tức chỉ tôn quá cường thịnh, khủng khiếp vô biên, đè ép thiên địa, khiến cho nơi đây phát ra những tiếng nổ đại đạo vang rền. Mẹ nó, Thành Hạo bỏ chạy, thứ gì thế, lại là một tên chí tôn. Việc này nằm ngoài dự liệu của hắn, có chí tôn hạ giới để giết hắn, đây tuyệt đối là đại họa. Nhưng mà vì sao chí tôn kia lại hóa thành ký hiệu trốn ở bên trong cánh tay của Phong Bích Linh? Hôm nay ngươi chạy không được đâu, ai tới cũng không cách nào cứu được ngươi. Mấy người phía sau hét lên, người tí hon kia từ từ biến lớn, trên khuôn mặt đỏ bừng lộ ra sắc ý chứ không có hồn nhiên như trước nữa, mái tóc trắng tung bay, cánh tay vung tới chộp về phía Thành Hạo. Thủ đoạn của chí tôn, trên người của Thành Hạo loan tỏa khí tức, tốc độ lập tức nhanh hơn mấy lần. Sao lại nhanh như thế chứ? Người phía sau khiếp sợ. Chí tôn xuất thế muốn giết Thạch Hạo, sẽ thất bại ư? Bọn họ không tài nào tin được. Nếu như chí tôn mà mất dấu Thạch Hạo, chuyện này không cách nào tưởng tượng ra được. Các người nên cầu khẩn cái tên được gọi là chí tôn kia có thể giết chết ta đi thì hơn. Nếu không, bản thân của các ngươi cũng không giữ được mạng đâu. Thạch Hạo lạnh giọng nói. Thạch Hạo nhanh chóng bỏ chạy, còn bóng người ở phía sau hắn thì càng lúc càng nhanh tiếp cận lấy hắn. Ầm ầm, Thành Hạo vỗ mạnh cặp cánh, lôi điện và cánh côn bằng quấn chặt lấy nhau, đồng thời dưới chân là thần thông xúc địa thành thốn, hắn không ngừng tăng tốc, tốc độ nhanh tựa như tia chớp khiến cho người khác nghe dại, tốc độ lại có thể so với chí tôn. Nơi phương xa đám người Phong Bách Linh, Nguyên Thành đều khiếp sợ, ai nấy cũng đều ngẩn ngơ. Ai cũng biết chí tôn là tuyệt đỉnh, không một ai ở lĩnh vực nhân đạo có thể so bì được, bất luận là công kích hay là tốc độ thì đều thuộc hàng ngũ mạnh nhất trong thiên hạ. Trước mắt, một tên nhóc cảnh giới độ nhất tại sao lại nhanh như thế, tốc độ lại có thể so với chí tôn. Lão tổ xuất hiện mà vẫn không làm gì được hắn ư, Phong thường khó có thể tin nổi. Dù gì cũng là chí tôn tự mình xuất thủ, vậy mà lại không thể nào giết chết được Hoang, trái lại còn để cho hắn bỏ chạy nữa. Vù vù, thiên địa rung chuyển, thân thể của người tí hon kia sớm đã vốn lớn, tiền phong đạo cốt, tóc bạc buông rũ, bàn tay vung tới bao phủ cả bầu trời, sức mạnh quy tắc cuộn trào giam cầm trời cao. Sự tình bết bát nhất đã xảy ra, chí tôn phát uy, thiên địa lực úp, trong lĩnh vực nhân đạo không một ai có thể chống lại bọn họ. Chí tôn vô địch, ai chống cự được? Phong Bách Linh kích động, bởi vì nàng biết đây mới chính là uy thế chí tôn thực sự, dù cho Hoang có tốc độ nhanh hơn nữa thì cũng không khống chế lại. Quả thật trên bầu trời đang có sao lớn rời rớt, chí tôn giận dữ, thiên vỡ địa hủy, mặt đất phía dưới cũng sụp lún theo, dung nham phun trào. Điều đáng mừng nhất chính là mặt đất nơi đây tiếp giáp với khu vực không người, nếu không một châu này hơn phân nửa sẽ sụp lún xuống cả, và lúc này ngàn tỷ sinh linh đều bị diệt. Lúc này Thành Hạo đã không còn lựa chọn nào nữa, chỉ có thể sử dụng phá giới phù mà thôi, nếu không hắn sẽ bị giam cầm trong vùng thế giới ấy và chỉ có thể chịu chết. Vèo, Thành Hạo biến mất khỏi nơi đó, phá giới phù đây chính là biến số duy nhất. Hay, tiếc thật, thiếu chút nữa mà thôi. Phía sau đám người Phong Bách Linh, Nguyên Thanh đuổi theo và vận dụng Thiên Nhãn Thông. Tuy rằng khoảng cách xa vô cùng vô tận nhưng vẫn có thể thấy được tình huống nơi ấy. Đây là một vệt ký hiệu được hóa thành từ thần thông vô lượng của lão tổ, sau khi vận dụng thì uy lực sẽ giảm mạnh. Phong Bách Linh nhíu mày, nàng cũng nói ra sự thật, đây cũng không phải là lão tổ của tộc này mà chỉ là một ký hiệu được ngưng tụ từ thần thông vô thượng và được niêm phong bên trong cánh tay của nàng. Bóng người phía trước cũng không hề dừng lại mà truy sát phía sau, là chí tôn hiển hiện, tuy không phải là chân thân nhưng lúc này lại có uy thế vô địch. Đáng tiếc lần này hắn không thể nào tìm được Thành Hạo nữa, sớm đã chẳng còn chút tâm tích gì. Sau nửa canh giờ thì Thành Hạo yên lặng xuất hiện và đứng ở bên trên một ngọn núi, nhìn về phía đám người Phong Bách Linh. Hắn im lặng ẩn núp, tiếp cận và muốn truy sát đám người này. Tất thiệt, để giết chúng ta mà ngay cả chí tôn cũng xúc động, để ta trở lại giết chết hai tên kia, Hoàng Kim Sư Tử lên tiếng. Vừa nãy nó thực sự sợ hãi, chí tôn xuất thủ hoàn toàn khiến cho người tuyệt vọng, nó sẽ bị giết chết, vậy thì quá ăn uổng cho nên lúc này mới sôi ruột như vậy. Giết một lát sau, một người một thú giết thẳng tới, thần thông lan tỏa, toàn lực xuất thủ hòng giết chết những người kia. Triệu hoán màn đêm, Phong Bách Linh rất cảnh giác nên nhanh chóng hô lớn, ngâm tụng một đoạn kinh văn cổ xưa. Một lát sau vị chí tôn kia lại xuất hiện, mặc dù là thần thông hiển hiện, thế nhưng uy lực cũng rất khủng khiếp. Thành Hạo thở dài rồi lần nữa mang theo Hoàng Kim Sư Tử bỏ chạy, cuối cùng lại vận dụng thêm giới phù lần nữa.
Ồ, sức chiến đấu của hắn đang suy giảm, Thanh Hạo nhạy cảm phát hiện. Không ổn, tên nhóc này rất cảnh giác, không cách nào giết chết hắn được. Vả lại trên người hắn còn có phái giới phù nữa. Tình cảnh của chúng ta rất đáng lo. Sắc mặt của Nguyên Thanh biến đổi. Quả nhiên trong 2 canh giờ sau đó thì Thanh Hạo đã hiện thân vài lần. Tuy rằng không gần bị đuổi giết, thế nhưng đều thành công bỏ chạy. Sau mỗi lần yên ổn thì hắn lại tiếp tục trở về khiêu khích. Sau đó hắn vẫn tin rằng lão tổ phong tộc do ký hiệu hóa thành đã tiêu tán, khó có thể hiển lộ ra toàn bộ uy thế chí tôn. Ta còn tưởng rằng lão già của tộc này ngươi tự mình tới đây để làm cái kết, thì ra cũng chỉ là dấu ấn mà thôi. Đã như vậy thì ta sẽ tiễn các ngươi lên đường. Thanh Hạo lần nữa giết ngược lại, vẻ mặt đầy cay nghiệt nói. Ầm ầm, đột nhiên trước người của Phong Thương còn có một ký hiệu lớn xuất hiện, và từ bên trong lao ra một bóng người, cũng là mái tóc bạc tung bay, cũng là thực lực tuyệt thế. Hai ký hiệu, đây là ký hiệu thứ hai đột ngột xuất hiện để giết chết Thanh Hạo. Vì bắt ta mà lão già của tộc ngươi lại vung tiền vốn bạo như vậy luôn à? Vì sao không đích thân tới đây chứ? Thanh Hạo tức giận nói, không thể không bỏ chạy được. Đi, cũng trong lúc đó đám người Phong Thương, Nguyên Thanh nhanh chóng trốn về phía chân trời, bởi vì bọn họ biết phiền phức lớn đã tới, không cách nào giết chết được Hoang, mỗi một lần đều để cho hắn chạy thoát, hiện tại bọn họ đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Bởi vì chỉ cần Hoang chịu đựng vài lần thì chắc chắn sẽ thành công, dù sao phù văn mà lão tổ phong tộc hiện ra hình thể cuối cùng gì cũng sẽ suy yếu. Phụt, Thanh Hạo phun ra bụng máu, hắn đã bị thương, bị quyền phong tuyệt thế quét trúng khiến cho thân thể thiếu chút nữa đã tan vỡ. Đây là một trong ít nguy cơ lớn từ sau khi hắn tu đạo thành công. Ta phải giết chết hết đám các ngươi, hắn gào thét, lại lần nữa lưu vong, cuối cùng cũng giày vò cho bóng người kia phai mờ. Lúc này sắc mặt Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo, tiếp đó hắn vút qua trời cao truy sát ngược lại. Vị tiểu đạo hữu này thật là phi phàm, ngay cả dấu ấn của chí tôn hiện ra cũng không thể bắt được hắn, thật là nhân vật ngút trời. Bên cạnh một con sông lớn nơi phương xa, có vài ông lão dõi mắt nhìn tới, tất cả đều là những người có tiếng của Thái Âm tộc, một trong số đó là ông lão mà Thạch Hạo từng gặp mặt và hỏi han qua. Hiện tại đã tới phiên đám người của Nguyên Thanh bất an, bởi vì ai ký hiệu kia cũng đều đã loan tỏa và có bóng người thuộc cấp độ chí tôn lao ra, thế nhưng lại không cách nào giết chết Thạch Hạo. Hiện giờ hai ký hiệu này đã mất đi uy lực, Hoàng đã truy sát tới. Bọn họ vận dụng tế đàn hồng vượt qua hư không, kết quả Thạch Hạo sử dụng phá giới phù đánh gãy con đường phía trước của bọn họ. Ầm ầm, hư không nổ tung, những người này ngã nhào như trên vòng trời xuống. Hoàng chưa có hóng hách, Phong Thương không cam lòng, cố nén cơn giận dữ lại, bởi vì trận chiến này quá bức rất khó chịu. Nạp mạng thôi, Thạch Hạo giết tới, cưỡi lấy Hoàng Kim Sư Tử tự như chiến thần với thần uy ẩm liệt, ánh vàng óng ánh. Phong Thương nghênh chiến, hắn cũng rất điên cuồng, triển khai ma quyền đen tối, kéo lấy gió mạnh, khói đen ngập trời đại chiến với Thạch Hạo. Hắn là một tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất hậu kỳ, mạnh mẽ vô cùng, có tiếng tăm lừng lẫy và là số ít cao thủ trong tộc. Nhưng hắn lại gặp phải Hoang, sau khi đại chiến thì hoàn toàn bị áp chế. A, hắn hét lớn, bị trứng trong miệng phun đầy máu tươi. Chỉ vừa mới bắt đầu, thời gian không hề lâu mà hắn thiếu chút nữa đã bị Thạch Hạo đánh giết, cả người run lẩy bẩy, xương cốt cũng không biết đã nát bấy bao nhiêu đoạn. Giết, Thanh Hạo hét lớn. Trận chiến này chẳng chút bất ngờ gì, vẹn vẹn vài chiêu mà Phong Thương đầy mạnh mẽ đã bị nắm đấm đầy chi chớp của Thạch Hạo đấm cho nổ tung. Trong hư không lan tỏa sương máu cùng những thứ khác chẳng còn gì cả, còn đám bọn ngươi nữa. Thanh Hạo quát lớn đại chiến với đám người Phong Bích Linh, đồng thời công kích tất cả mọi người. Đám người Phong Bích Linh lo lắng không thôi, vừa nãy có người trong số bọn họ nhanh chóng tới tiếp viện và cũng có người muốn bỏ chạy thật xa, kết quả đều bị một tràng vật nào đó phong tỏa nơi này lại. Thanh Hạo ngông cuồng mạnh bạo vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Thập tử thần đạo, Phong Bích Linh hét lớn, tuy rằng là phái nữ thế nhưng lại rất mạnh bạo. Nàng nổ ra hai luồng vết tích trong hư không, chúng đang chéo với nhau hình thành nên vết tích chữ thập màu vàng, tiêu diệt về phía Thanh Hạo. Ầm ầm, Thanh Hạo với một quyền đơn giản đã đánh nát thập tử thần đạo này, cơ bản không thể ngăn cản được hắn. Trận chiến này khiến cho Thạch Hạo rất kinh ngạc, Phong Bích Linh rất mạnh, hơn nữa cũng không phải là mạnh mẽ bình thường, lúc mới bắt đầu đã ngăn cản được gió lớn do nắm đấm của Thạch Hạo phát ra. Đáng tiếc là việc vui chóng tàn, nắm đấm của nàng nổ tung vì bị Thạch Hạo đánh trúng, cũng chẳng hề có chút bất ngờ gì, nửa cánh tay đã hóa thành mưa máu ngay khi va chạm. Một lát sau, Thạch Hạo đã tóm gọn lấy nàng rồi dùng sức vặn tròn, đầu lâu đầy xinh đẹp ấy lìa ra khỏi cổ, đã bị giết. Còn có con chó săn ông nữa, Thanh Hạo đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nguyên Thanh. Tiểu đạo hữu, khoan hãy động thủ đã, chuyện gì cũng phải từ từ hẳn nói, ta sẽ nói cho ngươi biết về một bí mật động trời, Nguyên Thanh vội vàng hét lớn. Một lát sau, hắn hét thảm thiết, bởi vì Thanh Hạo nắm kiếm quyết xả bay bả vai của hắn rất là tàn nhẫn. Ai là đạo hữu của ông hả? Hôm nay, nợ cũ nợ mới đều phải thanh toán cho sạch. Rầm, tiếng vang giòn tan truyền ra, cánh tay trái của Nguyên Thanh đã bị vặn gãy và tách lìa ra khỏi thân thể, máu tươi tuôn tóe, cảnh tượng có chút đáng sợ. Hắn rên lên một tiếng, đồng thời lảo đảo về sau, thân thể lắc lư thiếu chút nữa là ngã nhào, sắc mặt trắng bệch chẳng còn chút máu. Thanh Hạo nắm kiếm quyết chém bay cánh tay còn lại của Nguyên Thanh, khiến cho gương mặt của hắn nhăn nhó, lòng ngập tràn sợ hãi. Cũng không phải Nguyên Thanh không muốn chiến đấu, mà bởi vì hắn đã suy diễn qua và chẳng hề có chút cơ hội thắng nào, chỉ cần ra tay thì chắc chắn sẽ phải chết. Đạo hữu, ta sai rồi, có thể cho ta một cơ hội để giải thích mọi chuyện được không? Nguyên Thanh nói. Ông cũng chỉ là một con chó săn thì có thể nhận biết được nhiều ít chứ, ông hiểu rõ nhân vật cấp chí tôn à, biết bí mật của bọn họ à, hay là biết được bí ẩn tiên đạo? Thanh Hạo cười khẩy chẳng hề bị sao động gì. Đạo hữu, ngươi nên biết, hiện giờ ngươi đang trong tình cảnh rất nguy hiểm. Hắn lên tiếng hấp dẫn sự chú ý của Thanh Hạo. Thanh Hạo hờ hững nhìn hắn không hề nói một câu nào cả. Nguyên Thanh chợt cảm thấy hắn quá là ức ức bực bội, nhưng lúc này hắn vẫn rất muốn trở mặt, mắng chửi nguyện rủa đầy sảng khoái rằng: "Chiến, dù cho bị giết cũng thá là gì." Nhưng hắn vẫn nín nhịn lại nói: "Ba ngàn châu này cũng không phải chỉ có một vị tàng tiên của tiên điện, ít nhất còn có một hai vị nữa. Một khi bọn họ khóa chặt ngươi thì hậu quả cực kỳ gay go."
Ông biết họ à? Rốt cuộc Thạch Hạo cũng lên tiếng, bởi vì hắn sớm đã nghe qua, ban ngàn châu này ít nhất phải có 2-3 vị thần tiên, ngoại trừ tồn tại của tiên điện kia, còn có những chỗ khác cũng rất thần bí. Nếu như ngươi thề sẽ thả rào đi, như vậy ta sẽ biết gì nói đấy. Nguyên Thanh lên tiếng. Thạch Hạo nở nụ cười rất lạnh và cũng rất tàn khốc, lần nữa giơ tay lên. Nếu như ngươi bất ta thì ta cũng sẽ không nói. Mặt khác, nếu như ngươi muốn tìm kiếm dấu vết nguyên thần của ta thì cũng chỉ uổng công vô ích mà thôi. Nguyên Thanh hét lớn. Hắn rút lui sợ Thạch Hạo đột nhiên gây khó dễ. Phụt, trả lời lại chính là một ánh kiếm từ đầu ngón tay của Thạch Hạo lao ra, cơ bản không hề chấp nhận lời yêu cầu này, rất quyết đoán và cũng rất lạnh lùng, xuyên thủng thân thể hắn ngay tại chỗ. A, Nguyên Thanh hét thảm, ánh kiếm của Thạch Hạo rất khủng khiếp, đã chém lìa nửa người của hắn, lực phá hoại của kiếm kia quá là kinh người, không gì sánh được. Nói thẳng đi, như thế ta sẽ cho ông một cái chết sảng khoái, Thạch Hạo lên tiếng. Nguyên Thanh giận dữ hét lớn chấn động cả hư không. Hắn biết đối phương sẽ không bao giờ thỏa hiệp, cho nên thiêu đốt toàn thân, phóng thích tiềm năng, dù cho nguyên thần cũng đang phát sáng, muốn ngọc đá cùng nát, liều mạng cùng với Thạch Hạo. Đáng tiếc rằng hắn đã đánh giá thấp thực lực của Thành Hạo. Bên ngoài cơ thể của Thành Hạo tỏa ra một vòng thần với hàng vạn luồng hào quang bao trùm toàn bộ. Nguyên Thành phát hiện ra bản thân không cách nào chuyển động được, đã bị giam cầm. Cái mà hắn nghĩ ngọc đá cũng tàn đã bị thất bại, bằng vào ông mà cũng đòi nói chuyện với tàng tiên, dù là thế gia trường sinh còn chưa chắc đã biết. Thành Hạo lạnh lùng nói, ta biết binh khí của một vài tàng tiên trong số này chính là một vị thanh cổ việt. Nguyên Thành nói, còn gì nữa không? Thành Hạo hỏi. Hắn từng nghe nói qua và cũng từng thấy qua cánh cổ việt kia là binh khí không hoàn chỉnh. Năm đó lúc thiên tài tranh bá ở 3000 châu thì hắn từng sống sót rời khỏi di tích tiên cổ. Lúc ấy có rất nhiều người muốn vây giết hắn và Lữ Thần đã xuất hiện, đã đại khai sát giới giết chết giả chủ. Cuối cùng, từng có một tờ pháp chỉ từ trên trời hạ xuống, cùng với một thanh cổ vị không hoàn chỉnh mang theo tiên quang và khí hỗn độn giáng lâm. Chúng khắc chữ trong hư không và xin Liễu Thần lưu tình. Giờ nghĩ lại, chủ nhân của thanh cổ vị kia chắc chắn là một vị tàng tiên. Thành Hạo thở dài, nghĩ tới những chuyện này thì hắn không thể không nhớ tới Liễu Thần. Nó ở nơi nào, năm nào mới có thể gặp lại. Thành Hạo khôi phục lại vẻ thất thần nói, ông cũng chỉ biết có mỗi món binh khí này mà thôi. Như vậy cần ông làm gì chứ? Hắn giơ tay có ý định giết chết. Đừng, ta còn có thể nói cho ngươi một bí mật khác lớn nữa. Nguyên Thành hét lớn. Trong tiếng kêu gào thảm thiết của Nguyên Thanh chính là ánh kiếm của Thạch Hạo lướt tới ngàn hông, chặn chút lưu tình. Thạch Hạo cảm thấy chỉ khi đứng dưới tình cảnh đủ sợ hãi thì Nguyên Thanh mới nói sự thật. Cổ quán Thái Sơ chính là ở chỗ đó, có lẽ sẽ có một con đường dẫn tới một thế giới khác. Hắn hét lớn vô cùng khủng hoảng. Thạch Hạo nghe vậy thì không còn xuất thủ nữa. Con đường dẫn tới một thế giới khác nối tới nơi nào đây? Hắn nhớ tới đời sau của thủ hộ giả, năm xưa từng chạy tới cổ quán Thái Sơ và muốn tìm hiểu về bí mật của tổ tiên mình, kết quả là có dòng máu đen tuôn ra và mỏ quặng cổ đó ngập tràn máu huyết. Cũng giống như mộ tiên ư, rất nhiều năm sau cũng sẽ có sinh linh cái thế từ nơi nào đó trở về. Nói cụ thể hơn đi, Thạch Hạo quát lên. Ta, Nguyên Thanh đầy căng thẳng nói, ông cũng chỉ biết nhiêu đó thôi chứ gì, thế thì cần làm gì? Thạch Hạo lạnh lùng nói, tiếp đó cũng chẳng hề rảnh tay chút nào. Đừng mà, Nguyên Thanh hét thảm. Đáng tiếc lần này Thạch Hạo không cho hắn thêm cơ hội nữa, một kiếm chém xuống đánh tan nguyên thần của hắn, thân thể bị xoắn nát thành mưa ánh sáng, hình thần đều diệt. Với loại kẻ địch như vậy thì Thạch Hạo sẽ không bao giờ tha thứ. Bọn họ tới để giết Thạch Hạo thì cần gì phải nói hai chữ nhân từ, rất chi là buồn cười. Tới đây thì cũng kết thúc nội dung của tập hôm nay rồi. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh của mình để nhận thông báo cho tập sau nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.